D. 10 cảnh giới sai biệt của sắc ấm nếu bị mê lầm không vượt qua được sắc ấm. Một tâm thoát ngạ, kinh văn. A nan đương tại thử trung, tinh nghiên diệu minh, tứ đại bất chức, thiểu tuyển chi gian, thân năng xuất ngại, thử danh tinh minh, lưu giật tiền cảnh, tư đàn công dụng, tạm đắc như thị phi vi thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược giác thánh giải, tức thọ quần tà. A nan ngay trong định ấy quán xét thật kỹ bản tánh diệu minh, thấy tứ đại không còn đan dệt với nhau nữa, trong chốc lát thân thoát ra khỏi sự ngăn ngại, trạng thái này gọi là tinh minh trôi vào tiền cảnh. Đó chỉ là trạng thái nhất thời do dụng công, không phải là biểu hiện sự chứng quả thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt, nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh, liền rơi vào tà kiến rằng bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến sự liên hệ của ma sự và ngũ uẩn ấm sắc thọ tưởng hành thức có 10 loại ma trong mỗi uẩn nên có tất cả là 50 hiện tượng ấm ma hành giả phải có sự hiểu biết rõ ràng về 50 hiện tượng ấm ma này nếu quý vị không biết rõ những hiện tượng này quý vị sẽ dễ dàng kết thúc huệ mạng của mình trong quyến thuộc của ma vương mà vẫn không hay biết tại sao mình lại rơi vào đó đó. đó là lý do tại sao quý vị phải hết sức thận trọng khi tu tập a nan ngay trong định ấy quán xét thật kỹ bản tánh diệu minh khi sắc ấm sắp sửa tiêu dung ông sẽ thấy mười phương rỗng rang và cảm nhận được một loại ánh sáng do vì ông đã dụng công cứu xét trạng thái vi tế nhiệm màu và sáng suốt tứ đại không còn đan dẹp với nhau nữa trong chốc lát thân có thể thoát ra khỏi mọi ngăn ngại tứ đại sẽ không còn kết hợp với nhau không còn tác dụng ngăn ngại chẳng bao lâu thân thể trở nên không bị chướng ngại như hư không rỗng rang đó được gọi là ý sanh thân nghĩa là có một thân khác tách rời khỏi thân vật chất sự hiện thân tùy ý không bị vật chất làm chướng ngại trước đây tôi đã kể chuyện về chú đệ tử của tôi đến các cung trời bằng pháp thân của chú ấy thân ấy cũng được gọi là ý sanh thân ý đây liên quan đến thức nó là một trong sáu thức nhã nhĩ tĩ thiển thân ý như sắc thân được tạo nên bằng tâm thức thì cũng có khả năng vượt ra khỏi chướng ngại của xác thân kết hợp bằng tứ đại, trạng thái này gọi là tinh minh trôi vào tiền cảnh, tánh diệu minh cũng trôi vào cảnh giới bên ngoài. Đó chỉ là trạng thái nhất thời do dụng công, cảnh giới này bất quá chỉ do dụng công tu tập mà thôi, nó không thường chỉ là sự ngẫu nhiên thôi, quả thật tùy mọi lúc có thể vào ra cảnh giới ấy, muốn đến nơi nào liền đến nơi ấy, muốn trở về lúc nào là trở về lúc ấy, hoàn toàn được tự tại. Phóng chi tác di lục hợp, quyển chi tác thối tàng ư mật nếu phóng thả ra nó sẽ tràn ngập khắp cả trời đất và rồi người ta có thể thu lại bất kỳ lúc nào nếu ông không thể làm được việc này bất kỳ lúc nào ông muốn thì việc của ông chỉ là sử dụng công nhất thời đó là một trạng thái mà ông sẽ đạt được khi mức độ tu tập của ông chín muồi tuy nhiên trạng thái này chỉ là tạm thời ông sẽ không thường xuyên có được một xác thân vượt qua mọi sự chướng ngại đây không phải là sự biểu hiện chứng quả thánh ông chưa phải đã đạt được quả vị thánh người chưa đạt được quả vị không phải có trạng thái như vậy nếu không khởi tâm chứng thánh thì đó là trạng thái tốt nghĩa là ông không nên nói ồ tôi đã có chút ít công phu tu hành tôi có thể thoát hồn ra khỏi thân từ một điểm trên đỉnh đầu nếu ông trở thành kẻ tự mãn như vậy thì điều gì sẽ xảy ra hoàn toàn do ở nơi ông cả tuy nhiên nếu ông không xem cảnh giới này như một bằng chứng của sự chứng đạt quả thánh thì cảnh giới ấy không phải là một chướng ngại to lớn và cũng chẳng có gì sai lầm nghiêm trọng nhưng một khi nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Nếu như ông nghĩ công phu tu tập của mình hiện nay quá siêu tuyệt rồi, ta thật là kỳ diệu, ta là thánh nhân xuất thế, ta là A La Hán. Nếu ông nghĩ như thế, ma quỷ sẽ tấn công ông ngay, một khi ma quỷ đến phá thì ông là người đầu tiên bị đọa vào địa ngục.